tự coi mà nhát lắm kìa. Thả tay nè. Wow. Hay đâu. Hay quá hay. Tôi không nghĩ là tôi chạy được. À. Tại vì trước đó là đi bộ còn không được. Đó. Dạ, không bao giờ con nghĩ là ba không đi được. Như là Mỹ đó phải là amazing á, yeah, unbelievable. Ba con lên YouTube coi của bác sĩ rất là nhiều, là hầu như hàng ngày ba con coi một tiếng hai tiếng đồng hồ coi bác sĩ đi Âu Châu đi này đi trị bệnh, mà muốn tìm được gì Việt Nam, muốn tìm để đi gặp được bác sĩ mà không biết làm sao mà gặp được á, thì con nghe ba con nói thì nói chung là con qua đây cũng từ nhỏ thì con mới nghĩ là cái đó là cái niềm hy vọng của ba con thôi. Thì ba làm cái gì cho ba vui thôi. Chứ còn con nghĩ là mà trở lại bình thường thì con nghĩ chắc không có thể xảy ra đâu. Có thể bớt được 1-20% là cho ba vui thôi. Chứ cũng cuộc đời ba con sẽ gắn bó với cái gậy. Thì tôi vô thì bác sĩ làm có một lần là kiểu như là tôi bye bye cái gậy luôn. Hốt đi anh em, chùm ga nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.